hôm nay là ngày thứ 73 của đây vở nơi hoang dã. Xét theo trạng thái này thì chắc hẳn linh hồn đã rời khỏi cơ thể do đói. Anh ấy thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của cây cối. Dù cơ thể không thể theo kịp nhịp sống của tâm hồn, nhưng anh vẫn nhất quyết đi câu cá ở hồ. Cơn đói tột độ khiến anh mắc chứng rối loạn tích trữ. Anh có 33 miếng cá hun khói đã để dành trước đó. Cơ thể yếu ớt khiến anh thậm chí còn khó thở. Đứng bên hồ đã lâu mà không có con cá nào. Ban đầu đây dự định thử thay đổi vị trí câu cá. Kết quả là cảm thấy chóng mặt chỉ sau khi bước được vài bước, không ngờ mặt đá trơn trượt, khiến anh bị ngã. May mắn thay, Dave đã nhanh chóng đứng dậy. Anh nhận ra rằng mình có thể bị lạnh nếu tiếp tục như thế này. Dave đã tuân theo quy tắc ăn một miếng cá hun khói trong 2 ngày. Bây giờ tình huống này phải được coi là một ngoại lệ. Một mặt, thể xác không thể theo kịp tâm hồn. Mặt khác, nó cũng là để đối phó với việc kiểm tra thể chất. Tình hình cuối cùng có vẻ hơi bình thường. Lúc này đội y tế vội chạy tới để đảm bảo an toàn tính mạng cho người chơi. Sau này, tổ chương trình sẽ thường xuyên tiến hành khám sức khỏe, bất chấp mọi sự miễn cưỡng, nhưng đây vẫn lên cân. Nó cho thấy anh ấy đã giảm được khoảng 38 pound. Huyết áp cao chỉ 80, thấp hơn nhiều so với bình thường. Nhân viên rất bất ngờ sau khi mở quần áo, thân hình gầy gò này thật đáng lo ngại. Sau khi kiểm tra, đội ngũ y tế đã thông báo cho Dave thông qua tư vấn tại chỗ rằng thử thách phải chấm dứt, nếu không, sẽ có nguy cơ suy nội tạng sau này. Lúc này, người đàn ông mạnh mẽ này không thể nhịn được nữa. Anh nói anh đã có số cá dự trữ. Có thể cho anh ở lại được không? Các nhân viên y tế đã không cho anh ta bất kỳ cơ hội nào, bởi vì tình trạng của anh ấy cần phải nhập viện càng sớm càng tốt. Kết quả này giống như một tiếng sét đối với anh, nó khiến người ta cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Và nếu bạn không quá khắc nghiệt với chính mình, nếu ăn nhiều hơn, có thể bạn vẫn còn hy vọng vô địch mùa này. Anh đã lên kế hoạch cho tương lai, nhưng bây giờ anh không thể sống tốt được. Họ muốn anh ta hồi phục nhanh chóng. Sau khi Dave rời đi, chỉ còn lại 3 thí sinh. Trận đấu cuối cùng chính thức bắt đầu. Mặt khác, cảnh quay chuyển đến Fuller. Sau khi đứng dậy, anh định đi ra hồ tìm thứ gì đó để ăn. Việc đầu tiên anh làm khi đến hồ là đốt lửa trại, bởi vì hiện tại thời tiết cũng rất lạnh, rất nguy hiểm khi cơ thể bị ướt. Không ngờ lửa lại tắt và không thành công. Sau đó anh lấy được mấy cành khô. Kết quả là đá lửa gần như bị mòn và không thể bắt lửa được. Cơn thịnh nộ lập tức bùng nổ. Sau khi bình tĩnh lại, anh liền đi câu. Cuối cùng cảm thấy tốt hơn sau khi tìm thấy con cá. Không ngờ các dây câu quấn vào nhau. Trong lúc cầm chiếc cần câu khác lên, kết quả là con cá đã bay xuống nước thành công. Bây giờ tâm lý của anh đã hoàn toàn sụp đổ. Sau khi chửi bới và sửa lại cần câu, anh chỉ có thể nghĩ ra cách để có được thứ khác để ăn. Dù vàng không thể đào ra khỏi lòng đất, nhưng những gì đào được ra lại quý như vàng, bởi vì thứ này cho phép Fuller sống sót. Bằng cách này, anh ta có cơ hội nhận được tiền thưởng 3 triệu. Nhưng việc xác định thực vật lại là điểm yếu của Fuller. Khi không chắc những rễ cỏ này có độc hay không, anh chỉ có thể cất đi trước để dành dùng sau. Hiện tại hy vọng lớn nhất của anh vẫn là câu cá. Sau khi kiểm tra, lựa chọn duy nhất là nâng cầu lên cao hơn. Suy cho cùng, đây là nguồn thức ăn quan trọng nhất của anh ấy. Anh tìm thấy một cây vân sam gần đó. Phải tốn rất nhiều công sức mới kéo được vào bờ. Sau khi hoàn thành, anh cũng đã kiệt sức, chỉ có thể no bụng bằng cách ăn rễ cỏ. Cảnh quay chuyển đến nơi Megan. Hôm trước cô đã bắt được cá. Hôm nay quyết định đi kiểm tra cần câu. Quả thực cô đang trong giai đoạn may mắn. Có một con cá đã được kéo lên. Megan rất phấn khích sau khi hạ cánh thành công. Cô nhặt một hòn đá và cho nó đi ngủ. Không ngờ, khi đang xử lý nguyên liệu được nửa chừng thì phát hiện cần câu có chuyển động. Khi dây câu được từ từ kéo lên, quả thực có một con cá khác đã cắn câu. Cô cảm thấy kỹ năng câu cá của mình đã thức tỉnh. Cô thả dây câu thứ 2 đi, sau đó kiểm tra dây câu thứ 3. Mặc dù con cá này hơi nhỏ, nhưng ở giai đoạn sau của thử thách, khi mọi người đều đói, việc có cá đã là một điều xa xỉ. Lúc này, thuyền của tổ chương trình từ dưới hồ tới. Các thí sinh giai đoạn sau cơ bản bị suy dinh dưỡng. Đội ngũ y tế sẽ khám sức khỏe định kỳ cho họ. Megan sau khi tự cân, cô ấy chỉ giảm được 18 pound sau khi ăn cỏ suốt ngày. Sau khi huyết áp và nhịp tim bình thường, mọi lo lắng đã qua đi, cô nhanh chóng hầm một nồi canh cá để bổ sung năng lượng. Megan không thể ngừng tìm việc, trong mùa đông lạnh giá, cô không ra cố nơi trú ẩn. Megan thực sự muốn làm một chiếc võng và tận hưởng nó. Cô cầm rìu đi vào rừng chặt vài cây nhỏ, khi hoàn thành, cắt chúng theo cùng kích thước, sau đó đan các cành lại với nhau. Cuối cùng, nó được buộc vào giữa hai cây lớn bằng dây. Sau khi xác nhận rằng không có vấn đề gì về độ ổn định, nằm trên đó và lắc nó, thử thách sinh tồn tiếp tục vào ngày thứ 75. Megan định ra ngoài tìm thêm đồ ăn, chẳng bao lâu sau, cô đã tìm thấy một ít nấm, mặc dù năng lượng của chúng không cao, nhưng tốt hơn là dùng thảo dược. Sau đó cô phát hiện ra hoa hồng dại gần đó. Thứ này rất giàu vitamin canxi. Thời gian đã điểm 4 giờ sáng, Megan bị đau răng và không thể ngủ cả đêm. Thời điểm quan trọng này, hậu quả của bất kỳ vết thương hoặc đau đớn nhỏ nào sẽ được phóng đại vô cùng.
Sẽ thật đáng tiếc nếu cô bỏ cuộc vì điều này. Dalin đã sống một mình trong tự nhiên hơn 70 ngày, không chỉ phải chịu đựng cái đói và cái lạnh, điều đau đớn hơn nữa là không có điện thoại di động và internet. Để thoát khỏi nỗi cô đơn này, cô quyết định làm một chiếc trống lớn, lấy một miếng gỗ rỗng và cắt thành lát. Khi hoàn tất, dùng rìu chặt hai hình bán nguyệt, chỉ cần ghép chúng lại với nhau. Ngay từ ngày thi đấu thứ hai, khi tìm kiếm thức ăn, cô tìm thấy xương bò và da bò nguyên vẹn, sau khi giấu nó quá lâu, cuối cùng cũng được sử dụng. Rửa sạch với nước rồi treo lên thân cây cho ráo nước và chờ khô. Lúc này cô đang nghĩ, ăn món này có ngon không? Sau khi khô, cắt một vòng tròn xung quanh, sau đó làm mềm các cạnh bằng nước. Sau tất cả công việc này, Kalin mệt và đói, quyết định vào rừng tìm đồ ăn. Sau khi thu thập được một túi nhỏ quả dại, quay trở lại nơi trú ẩn và tiếp tục làm. Sử dụng xương bò làm công cụ để bao quanh mép. Sau khi khoan hết các lỗ, lấy pa ơ cót ra và luồn vào bên trong để liên kết chéo. Chiếc trống da bò to lớn được nhanh chóng làm ra. Bước cuối cùng là giai đoạn thử nghiệm thực tế. Sau khi xác nhận rằng không có vấn đề gì với tiếng trống, ôm nó trong tay, cô bắt đầu đánh và ngân nga. Cô không biết đó có phải là lý do khiến cô lùi bước hay không. Kalin bắt đầu nhớ gia đình và bạn trai của cô ấy. Thử thách sinh tồn tiếp tục vào ngày thứ 76. Ngoài việc kiểm tra định kỳ các thiết bị đánh bắt cá tại hồ, cuối cùng, Fuller thậm chí không câu được một miếng mồi nào. Anh thường câu được 4-5 con cá ở nơi này. Không biết là do trời mát hay do sóng và gió mạnh, anh chưa thấy bất kỳ lợi nhuận nào trong tuần qua. Anh đói và mệt khi trở về nơi trú ẩn, nên chỉ có thể tập trung vào gốc cỏ đã đào 2 ngày trước. Vào thời điểm này, việc nó có độc hay không không quan trọng. Nóng lòng muốn cho vào nồi và bắt đầu nấu. Sau khi chín, anh lấy một chiếc da và nếm thử. Anh ấy nói nó ngon, có vị hơi giống cà rốt. Có lẽ là do khoảng thời gian này quá dài. Sau khi ăn, anh ấy rơi nước mắt. Hôm nay là ngày thi đấu thứ 77, sau trận tuyết dày đặc, Fuller thậm chí còn không bắt được một sợi lông cá nào. Trong lần khám sức khỏe gần đây nhất, bác sĩ cho biết anh đã sụt 54 pound. Nếu anh giảm cân nữa, có thể sẽ bị đoàn làm phim thuyết phục ra về. Hôm nay anh tiếp tục đi câu cá, để khỏi bị sói mòn bởi đói khát và cô đơn. Anh luôn muốn bản thân luôn bận rộn. Anh đã từng có thể thực hiện những dự án lớn khi có đủ năng lượng. Bây giờ anh yếu đến mức chỉ có thể chặt tre để làm vài đôi đũa. Ngoài số lượng, cho đến nay đã có tổng cộng 70 đôi được sản xuất. Nếu không vì số tiền thưởng, có lẽ anh đã về nhà tìm vợ từ lâu rồi. Màn hình đến bên Kalin. Trong thời gian này, cô sống bằng rau rừng. Đệm ngồi bằng da đã bị hư hỏng, muốn ngồi thì phải lót chiếc áo khoác. Cô ấy nghĩ mình có thể thắng cuộc chiến kéo dài này bằng cách ăn cỏ. Nhưng mình thấy những người chơi khác cũng không ăn chay. Vì lý do này, cô quyết định tiếp tục thử vận may ở hồ. Có lẽ lần khám sức khỏe định kỳ tiếp theo sẽ là ngày cô ấy ra về. Tình hình ở Megan cũng không mấy lạc quan. Cơn đau răng đã hành hạ cô trong 2 ngày qua. Rất có khả năng sẽ bị nhiễm trùng nặng. Cộng với cơn mưa chút nước ngoài nơi trú ẩn, tâm trạng của cô càng trở nên tồi tệ hơn. Cô không khỏi nghĩ đến chồng và hai con. Nghĩ việc đan dệt sẽ giúp cô nhẹ nhõm hơn. Nhưng cũng không thể làm cô không chìm sâu vào những suy nghĩ. Thử thách sinh tồn tiếp tục vào ngày thứ 78. Thuyền của đoàn chương trình lên khỏi mặt nước. Lúc này cả ba cầu thủ đều đang trên bờ vực suy sụp, ai sẽ là người ra về? Sau khi phóng to, hóa ra cơn đau răng và nỗi nhớ gia đình của Megan đã khiến cô suy sụp. Cô nghĩ mình sẽ không nhớ gia đình, nhưng là mẹ của hai đứa con, cô không thể. Khi cơ thể và tâm trí bị đánh bại cùng một lúc, cô không còn sức để chống cự nữa. Mặc dù cô đã không trụ được đến cuối cùng, nhưng ý chí và sự quyết tâm mạnh mẽ thật đáng khen ngợi. Thật ngạc nhiên là có thể sống sót đến tận bây giờ chỉ nhờ ăn cỏ. Sau khi Megan rời đi, chỉ còn lại Fuller và Kalin. Thử thách sinh tồn đến ngày thứ 80, cả hai đều đang trên bờ vực suy sụp về thể chất và tinh thần. Fuller nhìn vẻ ngoài gầy gò của anh, nó làm anh nhớ đến lần đầu tiên tham gia cuộc thi, là người béo và trắng. Anh đã xây dựng một nơi trú ẩn tạm thời vào ngày đầu tiên sau khi vượt qua trở ngại. Anh ấy bắt đầu giải quyết vấn đề lương thực. Với mục đích này, một chiếc tàu cũng được chế tạo, dựa vào ngư cụ và tác động của rau rừng. Cuối cùng cũng xây được căn nhà che trước khi mùa đông lạnh giá tới. Để giảm bớt sự cô đơn và đói khát, anh ấy tiếp tục làm đồ thủ công để đánh lạc hướng sự chú ý của mình. Anh đã trải qua những đêm như thế này một cách khó khăn và khắc ghi những điều này vào cuốn sổ tay. Sau hơn 70 ngày, nỗi khao khát gia đình của anh bùng nổ, giống như một tảng đá khổng lồ đè nặng. Những bất hạnh khác nhau mà anh gặp phải trong những ngày tiếp theo đã đẩy anh đến bờ vực suy sụp. Nhưng nghĩ đến khoản tiền thưởng 3 triệu sắp nhận được, anh ấy phải vui lên. Sau đó tìm kiếm thức ăn, lại đẩy chiếc tàu xuống nước rồi ngồi đó chờ đợi. Thử thách đã đến ngày thứ 86, lúc này, tâm trí Kalin tràn ngập đồ ăn, đặc biệt là sashimi cá hồi do bạn trai làm. Khi cô nghĩ về điều đó, cô rơi vào ký ức, cô ấy đi hàng ngàn dặm để đến đây vì tiền. Trong khoảng thời gian này, cô cũng gặp phải hai con nai giúp cô đỡ cô đơn hơn. Với nền tảng về kiến trúc, cô đã rất tự tin. Sau vài ngày bận rộn, túp lều cuối cùng cũng được xây dựng nhưng không ngờ dây tiếp theo lại khiến cô vô cùng thất vọng. Cô ấy gần như bỏ cuộc đua, bình tĩnh lại tinh thần và bắt đầu nghĩ cách kiếm đồ ăn. Tuy nhiên, kỹ năng câu cá không tuyệt vời, nên chỉ có thể thử câu cá với ngư cụ.
Kết quả là suốt nửa tháng không thấy một sợi lông cá nào, may mắn thay có rau dại để ăn, cộng thêm một ít cây gai dầu, cuối cùng cô cũng vượt qua được. Thời gian rảnh rỗi cô sẽ chế tạo ngư cụ, chỉ cần ở trong nơi trú ẩn và làm. Sau đó, một trận tuyết rơi dày đặc vào đầu mùa đông đã làm dịu đi tâm trạng căng thẳng của cô. Tận dụng các tài nguyên và công cụ bị loại bỏ, sau một số thao tác thủ công, chiếc trống cuối cùng đã được làm xong. Sự khó khăn suốt 3 tháng qua khiến cô gầy như que củi. Điều cô lo lắng nhất lúc này là bị tổ chương trình đuổi về. Tuy nhiên, các giám định y tế đã đến cửa. Sau khi nhân viên y tế cân cô ấy, họ phát hiện ra rằng, so với trước cuộc thi, Alin đã giảm được 1/3 cân nặng của mình. Bên kia, Fuller cũng đang được kiểm tra thể chất, miễn là một trong số họ bị loại bỏ, một người khác có thể nhận được 3 triệu một mình. So với trước khi thi đấu, Fuller giảm hơn 60kg. Tiếp theo, cả hai bên bắt đầu đo huyết áp và nhịp tim. Đây là chỉ số quan trọng nhất để đo lường giá trị sức khỏe. Chỉ cần không đạt tiêu chuẩn đồng nghĩa với việc bị loại bỏ. Sau một thời gian kiểm tra, trong lúc kết luận, trái tim của cả Kalin và Fuller đều thắt lại. Sau một thời gian dài chờ đợi, mọi chuyện cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Kalin phải ngừng thử thách và phải nhập viện. Dù trong lòng cô đã chuẩn bị sẵn, nhưng vẫn không cầm được nước mắt. Chạm vào nơi trú ẩn của mình, có thể thấy cô ấy đã nỗ lực rất nhiều. Dù Kalin không giành được giải thưởng triệu đô, nhưng phải công nhận khả năng của cô ấy. Người phụ nữ sống sót một mình trong tự nhiên suốt 86 ngày, không chỉ kỹ năng sinh tồn được kiểm tra, điều quan trọng hơn là sự kiên trì và quyết tâm cao độ. Mình hy vọng cô ấy sẽ sớm khỏe lại sau khi trở về nhà. Đã đến ngày thứ 87, mặt đất lại một lần nữa được bao phủ bởi tuyết. Fuller vẫn chưa biết mình đã thắng, vẫn ghi nhật ký sinh tồn mỗi ngày. Hôm nay là buổi khám sức khỏe định kỳ cuối cùng của tổ chương trình. Nếu cơ thể có vấn đề gì, anh cũng có thể giành chức vô địch. Sau khi nhân viên khám sức khỏe cho anh ấy, Fuller không thể không trò chuyện với họ. Anh đã không liên lạc với ai trong suốt 3 tháng. Anh ấy không ngừng bộc lộ những suy nghĩ của mình về gia đình. Dù cho anh chỉ còn lại chút sức lực cuối cùng, anh sẽ kiên trì không chút do dự, chỉ để làm cho cuộc sống của gia đình tốt hơn. Lúc này vợ Fuller lặng lẽ bước tới. Cả hai ôm nhau thật chặt và đứng dậy chào nhau. Vào lúc này, mọi đau khổ mà Fuller chờ đợi suốt 3 tháng đã biến mất. Anh không khỏi giới thiệu nhật ký cho vợ. Phần trên ghi lại trải nghiệm trong 87 ngày. Anh cũng không quên đưa vợ đi thăm nơi trú ẩn của mình. Hơn 100 đôi đũa và hàng loạt sản phẩm thủ công. Có thể nói, chiến thắng của Fuller là rất xứng đáng. Sau khi hồi phục sức khỏe, anh vội vã về nhà. Vì đã lâu rồi anh không gặp con gái mình. Mọi thứ lúc này dường như thật ngọt ngào. Lần này mùa thứ 3 của thử thách đã kết thúc. Mình sẽ tiếp tục công việc review. Hãy theo dõi kênh của mình và hẹn gặp lại ở các thử thách sinh tồn khác.